nước xa nhập tử hàng chiêu tương. Nè, qua đây chơi tụi tôi đi. Chú ơi, chú chạy lẹ giùm con được không chú? Dùng tóc bất đạt. Gì vậy chú, sao tiên dừng lại vậy? Nắng chiều nhẹ nhàng lướt vào tóc của mây, cô đưa tay mơn trớn từng giọt nắng. Trời ơi chú ơi, nắng kiểu này chắc gần sắp trưa rồi đó mà mây đã mơn trớn trái da trái thịt hay chi. Cô lại, cô ấy là người của tôi. Dừng lại! Đứa nào dám đụng tới mặt mình? Cô quá sát tụi này! Trời lớn, lớn vậy? Sát ai cũng được, nhưng không phải là tụi tao. Đâu mà ngôn tình, tình cảm sến súa và ai mà coi.